khó mấy cũng phải tìm được bốn loại cây này đặt lên ban thờ để tiền bạc may mắn ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bàn thờ vốn được người Việt coi là cái thứ linh thiêng nhất đặt ở trong nhà, bởi đây là cái nơi thờ cúng tổ tiên, là nơi con cháu bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Và trên ban thờ thì được bài trí rất nhiều thứ, với cái hy vọng sẽ làm cho thánh thần tổ tiên được hài lòng mà ban phát tài lộc cho con cháu. À, chính vì vậy, cái việc bài trí cái cây phong thủy trong cái không gian thờ cúng ngày một trở nên phổ biến. Điều này sẽ giúp cho gia chủ chiêu dụ tài lộc, mời thần tài gõ cửa và may mắn cũng theo đó mà sung vầy trong nhà bạn suốt cả năm. Và trong chương trình ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ về bốn loại cây phong thủy nghe thôi đã thấy giàu, đặt ở không gian thờ cúng thì tài lộc chiếu rọi, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến, tiêu ba đời không hết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bốn loại cây phong thủy đặt lên trên ban thờ chiêu dụ cái tài lộc. Một là cây kim tiền. Ý nghĩa của cây kim tiền trong cuộc sống bắt nguồn từ cái sức sống khỏe khoắn, cái sức dẻo dai trong mọi điều kiện thời tiết. Cây kim tiền thường được mọi người trồng trong nhà với cái mong muốn là đạt được cái sự mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp khó khăn và bất chấp những hoàn cảnh khắc nghiệt để vươn lên. Từ đó khiến cho con người luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết và không bị chán nản, bị nản trí để thực hiện những quyết định quan trọng trong cuộc sống. À, không những thế, cây kim tiền còn được coi là hiện thân cho cái cuộc sống hạnh phúc, ấm no và đầy đủ. Cái vẻ đẹp, xanh mướt, sang trọng cùng với cái tên là kim tiền còn giúp cái loài cây này mang một cái vẻ đẹp cũng như là cái sự giàu có, thịnh vượng, màu mỡ. Có ý nghĩa rất tuyệt vời dành cho các gia đình cũng như là trong các văn phòng làm việc. Vì vậy, cây kim tiền hay được mọi người trồng để trang trí trong nhà hoặc tại cái không gian thờ cúng để nhận được những cái ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. À, ý nghĩa của cây kim tiền cho phong thủy. Về mặt phong thủy thì cây kim tiền là hiện thân của sự phú quý, phát tài, chiêu dụ tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt, mỗi khi cây kim tiền ra hoa thì đều được coi là cái sự may mắn. Đây được xem là một dấu hiệu tốt lành, báo hiệu cái sự thành công đang đến gần với gia chủ. Hoa của cây kim tiền có màu trắng tượng trưng cho sự tài lộc, thịnh vượng sự đâm hoa kết trái cho cuộc sống thêm no đủ hạnh phúc và viên mãn. Thưa quý vị, mọi người thường cột lên cây kim tiền những sợi chỉ đỏ hoặc là mài vài cái đồng tiền xu, đồng tiền ngũ đế để trang trí như là cầu mong tiền tài danh vọng địa vị trong cuộc sống. Ý nghĩa tốt đẹp của cây kim tiền đã mang đến cho gia chủ một cái nguồn năng lượng tích cực để luôn biết phấn đấu vươn lên trong cái cuộc sống để đạt được những cái thành công như mong đợi. À, theo quan niệm về ngũ hành tương sinh thì ý nghĩa trong phong thủy của cây kim tiền thích hợp với những người mệnh kim mệnh hỏa những người mà thuộc hai mệnh này thì thường có cá tính mạnh mẽ và cái sự kiên định trong mọi vấn đề của cuộc sống thế nên khi mà trưng bày các chậu cây kim tiền trong nhà hoặc là nơi không gian thờ cúng thì sẽ đem đến cho họ cái nguồn năng lượng tích cực thuận lợi trải dài trên con đường công danh sự nghiệp à, thưa quý vị để chăm sóc cây kim tiền đúng cách thì cái việc tưới nước cho cây kim tiền cũng rất quan trọng nó quyết định ảnh hưởng đến cái sức sống của cây cái lượng nước tưới quá nhiều sẽ làm cho cây úng rễ và dễ sinh ra vi khuẩn. Đặc biệt đối với văn phòng hoặc là những cái không gian thờ cúng hoặc là những cái nơi mà phòng khách thì các bạn hạn chế tối đa tưới nước khoảng một tuần một lần và cũng không nên là tưới thẳng trực tiếp vào mà chúng ta nên dùng bình xịt xịt lên lá cây thân cây cho cái gì nước thấm từ trên lá cây thân cây bắt đầu xuống xuống dễ đúng không ạ đó đó là cây kim tiền cây tốt lành đầu tiên mà khi chúng ta đặt trong phòng thờ cây thứ hai mà chúng ta cũng nên đặt trong phòng thờ đó là cây vạn lộc sẽ giúp gia chủ phát tài phát lộc à, thưa quý vị trong phong thủy cây vạn lộc tượng trưng cho cái sự may mắn với cái nhiều màu sắc trên lá thì cây có tác dụng trừ tà đem lại cái vận may và sự thịnh vượng cho con người vừa giúp thanh lọc không khí vừa chiêu dụ cái tài lộc cho gia chủ cái dáng cây thể hiện cái sự mạnh mẽ tràn ngập cái sức sống và cát tường cho người trồng cây cây thích hợp trưng bày ở cái hộ gia đình trong không gian nhỏ hẹp hay là trong phòng thờ phòng làm việc Cây vừa làm sạch không khí, vừa tô điểm cho cái sắc màu, cho cái không gian sống. Vì cái ý nghĩa may mắn của cây tài lộc, cây được sử dụng để làm quà biếu trong các dịp lễ Tết, trong các dịp khai trương hoặc là gì, làm quà tặng trong cái dịp Tết nguyên đán. Ở trong phong thủy, màu đỏ là cái màu sắc mang lại cái sự may mắn, mang lại cái cơ hội tốt đẹp. Cây vạn lộc với cái sắc lá màu đỏ hồng, vì vậy tượng trưng cho điểm lành, giúp gia chủ tăng cái vận khí tốt, hút cái năng lượng tích cực đến cho mọi người trong gia đình. À, theo người xưa thì cây còn có tác dụng trừ tà, đem lại vận may, thịnh vượng cho gia chủ. Vậy nên cây có thể bày trí ở vị trí trong phòng khách hoặc là chính giữa phòng làm việc. Ngoài ra đặt cây này cho phòng thờ cũng mang lại cái điều tốt lành trong 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 cuộc sống. Nó sẽ giúp hạn chế những điều xui rủi trong cuộc sống và trong kinh doanh. Đồng thời đúng như cái tên gọi của nó, cây vận lộc đem đến trăm năm ngàn năm là tài lộc cho gia chủ. À những người trồng cây này thì về con đường tài lộc sẽ hanh thông, tiền bạc thừa dồi dào và gia sản thì phú quý. Vạn lộc ra hoa là một cái tín hiệu mừng, báo hiệu cho cuộc sống sẽ giống như là hoa nở, nó vun về cái hạnh phúc. Vậy thì cây vạn lộc sẽ hợp với mệnh gì? À, cây vạn lộc có màu sắc chủ đạo là màu hồng, màu đỏ nên phù hợp với những người mệnh hỏa. Đây là cái màu sắc bản mệnh của những mệnh này. Người mệnh hỏa có tính cách nồng nhiệt, sôi nổi và ấm áp như ánh lửa mùa đông. Họ tự tin và thích dấn thân vào những cái thử thách mạo hiểm những cái rủi ro để đạt được những cái mục đích như mong muốn đường tài vận công danh của những người mệnh này sẽ rất thuận lợi và em đẹp nếu như mà trồng một cây vạn lộc ở trong nhà nhưng về khía cạnh nào đó vì quá cuồng nhiệt nên là họ lại hay bốc đồng với đồng nghiệp và bạn bè hay là gì hay là với những người thân trong gia đình lửa có thể thiêu cháy mọi thứ làm mọi vật bị lũi tàn lửa có thể thiêu hủy tiền bạc danh vọng của những người mệnh hỏa Vậy nên những người mệnh hỏa có khả năng kiếm tiền nhưng mà tiêu xài rất hoang phí, dẫn đến lúc nào cũng gì thiếu thốn, thiếu thốn về tiền bạc. Cây vận độc là một cây may mắn với những người mệnh hỏa, nó giúp cho thăng tiến hơn trong cái sự nghiệp. Cây đỏ gặp mệnh hỏa là lửa sẽ dưỡng cho những thành viên tạo nên cái sức nóng mãnh liệt, không ai có thể bị kịp. Lưỡng hỏa hỏa diệt nên những người mệnh này khi trồng cây vạn lộc cần phải chú ý chọn cái chậu màu trắng, màu xanh hoặc là gì màu đen để khắc chế bớt cái tính hỏa. Tuy nhiên, nếu màu sắc của chậu cây đã lấn át được và nổi trội hơn cây sẽ phạm phải những điều đại kỵ. Ngoài ra, mệnh hỏa theo ngũ hành tương sinh ấy, thì cái mệnh thổ cũng là khá phù hợp để trồng cây vạn lộc này. Để trồng cây này thì mệnh kim và mệnh mộc tuyệt đối không nên trồng cây vạn lộc vì phạm vào cái điều xung khắc. Riêng với những người mệnh thủy nếu muốn trồng cây này thì phải trồng trong chậu thủy sinh, trang trí thêm một vài cái viên sỏi nữa thì sẽ là phù hợp. Cách chăm sóc cây vạn lộc. Cây vạn lộc chịu được cái nhiệt độ ánh sáng tối đa là 50%. Nếu mà vượt ngưỡng thì tình trạng đốm lá sẽ xuất hiện và lá khô, lá héo và dẫn đến gì? Chết cây. Độ ẩm từ 50 đến 70% cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt nhất. À, khi có sự thay đổi về nhiệt độ đột ngột thì cây sẽ bị căng thẳng dẫn đến là kém phát triển, bị còi cọc. À, cây hút nước mạnh nên là tưới nước mỗi ngày vào cái buổi sáng sớm và buổi chiều, ít nhất là một ngày một lần. Vì là loại cây lá có nhiều màu sắc tố nên là đặt chậu cây này cần ít nhất 2 đến 3 giờ ánh sáng tự nhiên. À, khi mà trưng bày cây ở trong phòng lạnh ấy, thì nên mang cây phơi ra nắng ít nhất một tuần một lần để cây không bị héo úa và luôn tươi tốt. Thứ ba là cây phú quý mang đến cái sự giàu sang nhung lụa cho gia chủ. À, theo quan niệm phong thủy, cây phú quý sẽ mang lại cái sự may mắn, giàu sang và phú quý. Đúng như cái tên gọi của nó, cây phú quý có thân màu trắng hồng, lá màu xanh bóng, đôi khi là ửng vàng. Viền ngoài của lá đỏ chạy bao quanh mang cái ý nghĩa của sự giàu có và ý thức cầu tiến trong cái cuộc sống. À, trên thế giới tên khoa học của cây phú quý có nguồn gốc từ Hy Lạp mang ý nghĩa là sáng đẹp còn ở phương Đông gọi là cây phong thủy cây phú quý mang cái ý nghĩa may mắn tốt lành vì vậy cây phú quý được nhiều người lựa chọn trồng hoặc là mua tặng nhau trong các dịp Tết lễ mừng thọ nó đại diện cho những lời chúc phú quý thịnh vượng cho gia chủ và cây này cũng đặc biệt tốt đặt trong cái không gian thờ cúng à, xét về bản mệnh cây phú quý có màu đỏ được xếp vào hành hỏa à, theo quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc thì cây này nó phù hợp với những người thuộc hành hỏa hoặc hành thổ Vì gì? Hỏa sinh thổ, hỏa thì dưỡng hỏa Có rất nhiều người, đặc biệt là trong dân kinh doanh buôn bán ấy, Thì rất quan tâm đến yếu tố phong thủy trước khi quyết định trưng bày bất kỳ một cây nào trong nhà Bởi họ tin rằng nó sẽ làm mình may mắn hay là nội bại Cách chăm sóc cây phú quý thì cũng rất là dễ dàng Cây phú quý thuộc cái dòng cây ưa bóng dâm Nó sống tốt dưới ánh sáng khuếch tán hoặc là gì trong điều kiện ánh sáng đèn huỳnh quang Do đó, người ta thường trồng cây phú quý trong nhà nhiều hơn là ở ngoài vườn. À, tuy vậy, để cây có màu lá đẹp hơn thì mỗi một tuần các bạn nên mang cây ra phơi nắng nhẹ vào buổi sáng sớm hoặc là gì trước 10 giờ sáng hoặc là trong buổi chiều. Tuyệt đối tránh ánh nắng gai gắt vào buổi trưa vì có thể sẽ làm cháy lá cũng như là làm chết cây. Thì ngoài ánh sáng ra thì cũng cần lưu ý đến cái nhiệt độ và độ ẩm của môi trường xung quanh. Cây phú quý vẫn sống tốt trong cái môi trường điều hòa lý tưởng trong nhiệt độ từ 15 đến 30 độ C. Nhiệt độ cao quá hoặc tốc quá thì cây khó có thể phát triển được. Tránh trồng cây ở nơi có lửa hoặc nhiệt độ cao hoặc gần bếp nấu. Cần phải bổ sung dinh dưỡng thường xuyên cho cây. Dù bạn trồng cây phú quý trong đất hay là trồng cây thủy sinh ấy, thì cũng cần phải bổ sung dinh dưỡng thường xuyên cho cây. Đối với cây phú quý trồng ở đất thì nên chúng ta dùng phải phát loãng phân bón lá hoặc phân NPK cùng với nước và tưới lên gốc cây 2 tháng một lần. Cây phú quý mà trồng trong nước thì cần phải nhỏ vài giọt dinh dưỡng mỗi tuần một lần để cây phát triển tốt hơn. À quý vị thân mến, mỗi gia chủ sẽ mang mệnh một con giáp khác biệt khác nhau, nó sẽ hợp với một loại cây phong thủy khác nhau. Và để giúp hỗ trợ cho những cái thiếu sót của mình, bổ sung cái vượng khí và cái tài lộc cho mình và giúp cho may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Đồng thời, cây phong thủy hợp tuổi sẽ giúp phát huy những cái điều tích cực của bản thân của gia chủ. Trong phần tiếp theo của chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về các loại cây có tác dụng tuyệt vời giúp chiêu dụ tài lộc và có ý nghĩa phong thủy may mắn với con giáp này. Thứ 4 là cây phát tài mang đến cái sự đại cát đại lợi. Cây phát tài hay là cây phát dụ là loài cây có sức sống mãnh liệt. Nó phát triển được trong nhiều cái điều kiện môi trường khắc nhiệt khác nhau. Thậm chí là khắc nhiệt thì cây vẫn luôn giữ được cái dáng đứng thẳng và hiên ngang. Do đó, cây được ví như cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, bất diệt, nó mang lại cái tiền tài và mang lại cái may mắn trong cuộc sống cho gia chủ. Năm yếu tố ngũ hành mà một cây phát tài cần có để cây phát tài đem lại cái may mắn cho gia chủ. Ngoài cái sự thành tâm của gia chủ thì các bạn cũng cần phải chú ý đến các yếu tố bên ngoài. À kim, chậu dùng để trồng cây tốt nhất là chậu dùng bằng kim loại. Còn nếu mà các bạn dùng chậu thủy tinh hay là gốm ấy, thì cần đặt một vài đồng tiền hoặc bức tượng bằng kim loại lên trên để tượng trưng cho yếu tố kim. Hai mộc Bản thân cây phát tài này khi mà chọn cây thì các bạn nên chọn cây sống tốt, đẹp, không bị sâu bệnh, có lá màu xanh mướt. Thủy là nước dùng để tưới cho cây. Nước dùng để tưới cây cũng cần phải dùng nước sạch và thường xuyên tưới cho cây. Hỏa, để có được yếu tố hỏa trên cây phong thủy thì người ta sẽ buộc một vài cái sợi dây băng màu đỏ lên mỗi chậu cây. Thổ, đất chính là cái nơi mà sinh trưởng. Trước khi trồng cây thì các bạn nên chọn đất tốt để cho cây phát triển được tốt nhất. Do đó, việc chọn cây hợp tuổi là rất quan trọng với cây phát tài cũng vậy trong phong thủy thì cây phát tài là cây phong thủy hợp với những người tuổi tuất khi trồng cây này sẽ mang lại nhiều cái sự may mắn và tài lộc ấm êm và hạnh phúc cho những người tuổi tuất với bản thân những người tuổi tuất họ là những người nhận được cái sự may mắn về con đường sự nghiệp còn nếu mà kinh doanh thì sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió cái vị trí đặt cây phát tài hợp phong thủy thì ngoài việc quan tâm đến cái con giáp nào hợp với tuổi trồng cây đúng không thì các bạn cũng nên tìm hiểu về cái vị trí đặt cây để chiêu dụ cái tài lộc, thu hút cái may mắn. Dẫu biết rằng thành công trong cái cuộc sống chủ yếu dựa vào cái năng lực của bản thân, nhưng vẫn không thể nào thiếu đi một chút cái may mắn và ai cũng mong muốn nhận được cái may mắn đó đến với mình. Với những người làm văn phòng thì người ta sẽ đặt cây ở vị trí bàn làm việc để mỗi ngày ngắm cây họ sẽ tin hơn vào những điều may mắn đang ở cạnh mình. À cũng có những gia chủ đặt cây ở cái hành lang ở trong phòng khách ở nơi trung tâm của ngôi nhà để thu hút cái sự may mắn về cho các thành viên trong ngôi nhà của mình. Một gợi ý là khi mà lựa chọn đặt cây ấy, thì các bạn nên đặt cây ở hướng đông nam bởi theo phong thủy cây thuộc hành mộc, nếu mà đặt ở hướng này thì sẽ giúp cho gia chủ mang lại những cái may mắn, mang lại cái bình yên cho không gian và từ đó sẽ thu hút được cái tài lộc, thu hút được cái tiền bạc đến với quý vị. Giúp cho tinh thần của gia chủ luôn được thư thái, thoải mái và cái năng lượng sẽ được tích cực rồi giàu hơn. Còn khi bạn đặt cây ở hướng bắc thì nó cũng sẽ giúp cho cuộc sống, cho công việc của các bạn gặp nhiều may mắn, nhiều xuân sẻ. Cây này thì không thích hợp trồng ở hướng Tây hoặc là hướng Tây Nam. Các bạn nên đặt cây ở vị trí thoáng mát, nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên. À, tuy nhiên, các bạn không nên để đặt cây của, ở nơi có quá nhiều ánh sáng hoặc là những nơi mà ánh sáng mặt trời chói dọi vào trực tiếp. Đó. Nó sẽ làm cho cây bị héo úa, nên là cần phải tránh đặt ở những nơi này. À, bên cạnh đó, các bạn cũng không nên đặt cây này ở những cái vị trí nó bị bẩn, bụi đúng không ạ bị ẩm mốc hoặc là những vị trí ô uế thì cũng không nên đặt à, thưa quý vị cái việc trồng cây phong thủy là một bí quyết quan trọng để cho ngôi nhà của các bạn ngập tràn cái vượng khí và may mắn tài lộc thì cứ ùn ùn kéo đến giúp cho các bạn có được cái tâm trạng tích cực và luôn sẵn sàng chinh phục những cái thử thách trên con đường công danh sự nghiệp trên con đường làm giàu của mình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn